Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 19 tháng Giêng 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt di tản kể từ năm 1975 cho đến nay đã gần nửa thế kỷ. Trong những thập niên sau đó, cũng như những người di dân của các quốc gia khác, thì người Việt dần dần tìm được chỗ đứng để tái tạo cuộc sống mới trong xã hội Hoa Kỳ. Dấu chân Việt Nam đã lan rộng trong khắp toàn quốc Mỹ. Kể từ những tiểu bang hoang vắng ít người như Alaska, Hawaii, cho đến những tiểu bang phồn thịnh nhất như California, Texas, Virginia, Washington DC. Ở mỗi nơi, dù chỉ có rất ít người Việt như Kentucky, Michigan, thì cộng đồng người Việt cũng đã tạo ra những dấu ấn đáng kể trong cộng đồng Hoa Kỳ. Tuy thế, dấu ấn của cộng đồng người Việt ở California có thể vẫn là dấu ấn mạnh mẽ nhất, đáng kể nhất của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Trong chương trình phỏng vấn đặc biệt lần này, Minh Thúy xin mời quý vị cùng tìm hiểu suy tư của một thế hệ con em mới của người Việt, sinh trưởng ở quận Cam, vùng Little Sài Gòn, nơi được cho là cộng đồng người Việt mạnh mẽ nhất ở Mỹ. Thế hệ những người Việt trẻ mới này ngày nay đã sống như thế nào? Suy nghĩ ra sao? Có những ước mơ gì khi hướng về tương lai? VATV xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của Joseph Phúc Nguyễn, một giảng viên ngôn ngữ học của Đại học California State College, Fullerton. Joseph là con của hai người Việt tị nạn. Bố anh đến Mỹ năm 17 tuổi sau một tháng lênh đênh trên biển. Mẹ anh đến Mỹ năm 12 tuổi. Là một người Việt của thế hệ đầu tiên sinh trưởng ở Mỹ, Joseph đã sống và suy nghĩ ra sao? Anh đã trải qua những gì suốt quãng đời thơ ấu cho đến khi ra trường, chọn nghề giáo? Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 1, phỏng vấn đặc biệt với giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Xin chào anh Phúc. Xin chào anh Dũng, xin chào quý vị khán giả. Đầu tiên anh Phúc có thể cho biết là anh là một người sinh đẻ ở đây mới lớn lên, thì trong cái quãng thời gian mà đầu tiên từ nhỏ, từ lớp 1 đến lớp 5 thì anh suy nghĩ như thế nào? Từ lớp 1 đến lớp 5 khi tôi còn học trường tiểu học á, thì tôi không có biết nhiều về văn hóa Việt Nam, tôi cũng không biết nhiều về... tôi biết là tôi sinh ra và lớn lên ở Little Sài Gòn, nhưng mà tôi không nghĩ nhiều về cái gọi là Việt Nam. Tôi chỉ thấy là có những câu chuyện mà bố mẹ đã dạy cho tôi về cái kinh nghiệm của họ. Mẹ đã sang đây năm 75, mẹ lúc 12 tuổi thôi, cho nên là mẹ không nhớ nhiều. Và bố đã sang đây lúc 17 tuổi, bố là thuyền nhân, sau vài tháng sau ngày 30 tháng 4. Rồi bố bị kẹt ở dưới biển một tháng, đã chạy được cứu và đã chạy qua 2 năm ở Fullerton. Rồi đến lúc đó thì mới được qua Mỹ. Cho nên là khi mà tôi lớn lên ở Little Sài Gòn thì con giống như mấy bạn bè bằng tuổi khác, giống như là con coi mình là người Asian chứ không phải là người Việt. Tại vì hồi đó thì khi nói chuyện với những người xung quanh là người Mỹ trắng á, thì con coi mình là người Asian, là người ta đối xử mình là người Asian. Có bố mẹ truyền thống, có người Tiger Mom, người bố mẹ rất là khắt khe, nghiêm khắc, là người có thể làm kung fu, rất là giỏi toán học, vân vân. Người ta coi tôi như vậy, thì tôi cũng suy nghĩ mình là người Asian chứ không phải là người Việt. Cho đến khi tôi lớn tuổi á, thì cô tôi có nhiều người bạn bè người Việt trong đó, thì tôi vẫn coi mình là người Asian. Cho đến khi tôi vào đại học thì tôi vẫn thấy, khi tôi bước chân vào đại học, tôi đã học ở đại học UCLA, sau đó tôi học bằng cao học tại đại học Columbia, thì tôi đã nhận ra là những kinh nghiệm của tôi và cái cách mà tôi đối xử với người khác nó rất là khác với lại những người mà không sống ở quận Cam, cũng như là người Việt không sống ở quận Cam. Cho nên là tôi bắt đầu đặt ra câu hỏi bản thân mình là ai, mình là ai, tôi có phải là người Việt, tôi là người Asian, tôi là người American không? Tại vì 100% thì tôi không hoàn toàn là người American, nhưng
Mặt khác thì tôi cũng phải là người Việt thật, tại vì tôi chưa bước chân vào đất nước Việt Nam cho đến khi tôi 21 tuổi thôi. Tôi đến Việt Nam 2 lần thôi. Như vậy thì trong đại học là cái khoảng thời gian mà tôi bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân mình á. Và cho đến khi tôi quyết định lấy lớp đầu tiên là lớp tiếng Việt, với lại một lớp nó gọi là Vietnamese American Studies về hai giáo sư tôi rất là yêu mến, tên là thầy Quyên Di, đang dạy ở đại học Phật, đang dạy tiếng Việt tại đại học UCLA, với lại một giáo sư nữa tên là Nguyễn Võ Thu Hương, dạy về Vietnamese American Experience. Và đó là cái lần đầu tiên mà tôi có một cái sự đánh giá cao đối với những kinh nghiệm của bố mẹ tôi cũng như là về cộng đồng của tôi. Tại vì tôi lớn lên ở Little Saigon, tôi có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người Việt, nhưng mà tôi không nghĩ nhiều về những chuyện đó. Cho đến khi tôi học Vietnamese American Studies, tôi đọc Khái Hương, tôi đọc Nhất Linh, tôi cũng đọc về lịch sử Việt Nam, cái lịch sử của cộng đồng người Mẹ tại đây là cộng đồng thuyền nhân, cộng đồng tị nạn, một cộng đồng có Paris by Night, có Asia Entertainment, có hết một cái văn hóa riêng. Nó cũng một văn hóa người Việt, cũng khác với văn hóa người Việt ở Việt Nam. Và tôi kết nối những cái kinh nghiệm mà tôi đã có về gia đình của tôi bằng cách là học những cái phần lịch sử về cộng đồng người Việt tại UCLA. Và từ đó thì tôi đã bỏ việc theo dõi bác sĩ. Bố mẹ rất là giận tôi, tôi bảo bố mẹ, tôi không muốn làm bác sĩ nữa, tôi muốn học lịch sử, tôi muốn học về cộng đồng người Việt. Và bố mẹ tôi bảo làm sao mà kiếm tiền được, làm sao mà xin việc. Nhưng mà tôi quyết định là tôi rất là quan tâm đến cái lịch sử của gia đình tôi, với lại cái lịch sử của cộng đồng của tôi. Và sau khi tôi học xong đại học UCLA thì tôi học tiếp trong đại học Columbia và tôi làm luận văn về cộng đồng người Việt hải ngoại và làm lịch sử. Bây giờ thì tôi là giảng viên của đại học Cal State Fullerton. Tôi dạy trong khoa nó kêu là Asian American Studies, tức là cái lịch sử của các cộng đồng người Mỹ gốc Á, bao gồm người Mỹ gốc Nhật, người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Khmer chẳng hạn. Và tôi rất là may mắn được dạy trong nó, để dạy những kinh nghiệm của những người, những cộng đồng khác nhau, để kết nối những kinh nghiệm của họ với nhau thành một cộng đồng, và để hiểu được về những cái lịch sử mà ngay cả ngày hôm nay thì những cái hệ thống giáo dục công của mình không dạy trong các sách giáo khoa. Nếu mà học về cộng đồng người Việt ở đây thì mình chỉ có 1-2 trang thì người ta nói là có Việt Nam Cộng Hòa này, Việt Nam Cộng Hòa là một cái chế độ độc tài, tham nhũng vân vân, rồi mình đọc nó qua thôi. Nhưng mà nó rất là khác hẳn với những cái câu chuyện mà những người lớn tuổi trong cộng đồng kể cho mình. Cho đến khi mình vào đại học, mình cũng thấy là nó rất là khác. Tại sao mà những kinh nghiệm của bố mẹ mình nó khác với sách giáo khoa như vậy? Học đại học thì tôi mới biết là đó là do cái dòng chính của cộng đồng của mình, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục, chưa bắt đầu dạy và chưa bắt đầu đưa cái giáo trình, nội dung, những kinh nghiệm, tiếng nói của cộng đồng của mình cũng như là các cộng đồng khác, thí dụ cộng đồng người da đen, cộng đồng người Mexico, cộng đồng người Việt, vào cái sách giáo khoa của mình. Và đó là lý do mà những dân tộc như vậy, dân tộc thiểu số không được đại diện trong sách giáo khoa. Và tôi rất là may mắn có dịp trong đại học Cal State Fullerton để dạy một môn học gọi là Ethnic Studies cũng như là Asian American Studies, để cho những học sinh bắt đầu học lần đầu tiên trong đời của họ về những kinh nghiệm của bố mẹ của họ, về lịch sử của họ nữa. Cái lúc mà anh học từ lớp 1 đến lớp 5 á, thì ở nhà thường có nói chuyện bằng với nhau, nói chuyện với bố mẹ với lại anh chị em bằng tiếng Việt, hay là nói chuyện với bố mẹ với anh chị em bằng tiếng Anh? Thường thì tôi nói chuyện cả hai á. Khi tôi nói chuyện với bố mẹ thì tôi thường dùng viết lên. Tức là tiếng Việt nữa tiếng Anh. Tức là bố mẹ nói tiếng Việt với tôi, còn tôi trả lại bằng tiếng Anh. Hay là nếu mà tôi giận đó thì tôi bắt đầu nói tiếng Anh, rồi nếu mà bố mẹ giận thì bắt đầu bố mẹ cũng nói tiếng Việt nữa. Nhưng mà hồi đó thì cái khả năng tiếng Việt của tôi không tốt lắm. Cho đến khi tôi vào đại học, tôi học tiếng Việt, văn chương, đọc và viết với thầy Quyên Di và Nguyễn Võ Thu Hương, thì tôi thấy là
Đó là cái lần đầu tiên mà tôi có thể nói tiếng Việt một cách học thuật, nói về kinh tế, về chính trị, về những diễn biến trong xã hội.